Kính bạch thầy, con và một người bạn tranh cãi, nói qua nói lại con đã xúc phạm đến Chúa của anh ấy. Con nói rằng bởi vậy Chúa của anh mới ngồi trên cầu tiêu. Con phải làm gì, sám hối như thế nào mà có hiệu quả? Con có hết tội không? Con đã rai rứt gần 40 năm. Mỗi lần con nhớ tới lời nói này, xin thầy hãy chỉ cho giúp cho con. Quý vị thấy cái này không? Cái này gọi là khẩu nghiệp đó. Nghiệp là gì? Là cái thói quen nó tồn động lâu ngày. Bây giờ chúng ta đã thành một thói quen của cái cách nói chuyện. Thật ra Pháp Hòa xin thưa cho cô để cô cũng yên tâm là Chúa không có trách gì cô hết. Mà lỡ mình có nói câu này với Phật, Phật cũng không trách gì mình hết. Tại vì các ngài là Phật, là Chúa. Nhưng mà mình may mắn là mình nói các ngài đó. Chứ nói mình nói một người khác thì chắc gì mình sống tới bữa nay hỏi câu này. Cho nên thưa đại chúng, tu là tu với chúng sanh chứ không phải tu với bậc thánh. Chỉ có chúng sanh với chúng sanh mình này mới cần tu với nhau. Chứ còn các vị tu với Phật, các vị có nói gì Phật cũng bình thường. Các vị có nói gì với Chúa, Chúa cũng bình thường. Chỉ có mình bất thường mình mới nói lung tung thôi. Cho nên yên tâm, các ngài không trách gì mình hết. Nhưng lấy cái này làm bài học, đừng có sử dụng mấy cái ngôn từ mà nó không có đủ cái sự tôn kính đối với bất cứ ai. Nếu mà là một người thường á, thì câu này mình nói xong là mình cũng ga tê. Nói ngoài đời sám hối, mình nói ngoài đời chút là phù mỏ. Chứ không có còn đợi tới giờ này để đặt câu hỏi đó ha. Nhưng mà lấy cái này, nghe câu hỏi này chúng ta học hỏi. Mai mốt chúng ta tập đừng nói những gì mà làm cho người khác phải khó chịu. Và thậm chí mình sẽ đem một cái sự hối hận về sau. Quý vị thấy có một câu nói mà 40 năm. Mà quý vị cứ tưởng tượng ha. 40 năm mình sống với một cái dạp, một cái sự khổ đau dằn vặt như vậy, thoải mái không? Như vậy chỗ đó gọi là đọa gì? Đọa địa ngục. Chữ đọa là rơi rớt. Mình từ cái chỗ bình an bình thường, mình làm sao mình rơi xuống cái chỗ khổ. Chữ đọa là rơi. Nó nói đọa địa ngục là mình rơi xuống một cái cảnh khổ. Không phải đợi chết mình mới rơi xuống dưới, mà không biết ở dưới bao nhiêu sâu mà không biết. Nhưng mà ngay cuộc sống này chúng ta đã rơi rớt. Chúng ta đã rụng rời đi xuống cái chỗ khổ đau, từ cái chỗ bình an của mình. Con có một người con đi tu. Thỉnh thoảng con gọi về thăm, vì vui mừng quá nói chuyện với nhau. Con vẫn xưng cha với con với người gia đó. Vậy con có lỗi không? Dạ không có lỗi gì hết. Con mình thì mình kêu con chứ mình kêu nó cha. Vẫn bình thường. Thậm chí người xuất gia, thường thì người ta, người xuất gia thì mình nếu đứng nguyên tắc là mình là người xuất gia rồi đó, tức là mình có một cái cách ứng xử đời sống của một cái người thoát tục. Nhưng mà đó chỉ là một sự nhắc nhở, chứ còn thật tình mà nói, người xuất gia cũng là con người. Cho mình có nói chuyện với ba mẹ mình xưng con cũng không có gì sai. Ba mẹ mình có gọi mình là con xưng ba mẹ cũng không có gì sai. Cái đúng của cái dễ thương của chúng ta là chúng ta vẫn là ai thì chúng ta vẫn biết người đó là ai. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Quý vị kính Pháp Hòa, quý vị gọi thầy, đôi lúc đại chúng xưng con. Nhưng Pháp Hòa cũng đâu vì vậy mà bất kính với đại chúng đâu. Gặp quý bác Pháp Hòa vẫn chào bác cúi đầu phải không? Và mình nhẹ nhàng thì mình xưng tên.
Như vậy đại chúng nhớ là trong cuộc sống bất cứ mình là ai, cái quan trọng là cái sự cung kính. Thí dụ như một người quan vô bái kiến ông vua, ổng có quyền nói miễn lễ, nhưng mà ổng dễ thương hơn đó là sao? Bình thân. Bình thân là cái câu đứng dậy đi. Nhưng mà ổng có quyền đó, miễn lễ đó. Và ổng có quyền xưng. Nhưng mà nếu ổng dễ thương ổng xưng quả nhân. Quả nhân là một câu mà vua dùng khiêm cung khi nói chuyện với quần thần. Tôi là một người còn dở lắm, còn cô lậu lắm, chưa có dám tự xưng mình là một minh quân hẳn hòi đó, phải không? Cho nên một cái người đạo cũng vậy, bần đạo, bần tăng, mặc dù không có bần nhưng mà nếu tôi có bần là bần cái hình thức, chứ còn tâm hồn tu tập của tôi không có bần. Cho nên mình có nghèo cái gì nghèo, nhưng mà không có nghèo nhân cách, không có nghèo chữ nghĩa ứng xử với nhau. Cho nên việc này không có gì sai. Và khi mình nói chuyện với con mình, bây giờ con gọi về thăm ba, thì giữa ba với con là một người thầy đã đi tu, đã xuất gia, phải không? Đức Phật của mình cũng vậy. Ngày xưa Đức Thích Tôn của mình đó, khi biết vua Tịnh Phạn lâm bệnh sắp mất, chính Đức Phật đã trở về hoàng cung và chăm sóc bệnh cho cha, cho và thuyết pháp cho cha đến khi vua Tịnh Phạn chứng quả trên giường bệnh và băng hà. Khi làm lễ tang vua mà thì biết bao nhiêu người khiêng quan tài, vậy mà Đức Phật vẫn xin đưa vai mình vào cái quan tài để khiêng phụ hoàng. Thì các vị mới nói dạ con không dám, mà con có thể làm thế cho Đức Thế Tôn. Nên không, các vị phải để tôi làm, tại vì đây là tôi trả hiếu cho ba tôi, người đã sinh tôi ra. Cho nên đại hiếu là gì? Là mình đã đưa cuộc đời bình thường của mình đi đến cái chỗ lớn lao hơn, là hy sinh cái hạnh phúc cá nhân bình thường của mình, một gia đình nhỏ bé của mình, để đi làm những cái việc lớn lao. Cho nên đi tu là đại hiếu. Mình trả hiếu cho cha mẹ bằng cách là rộng độ mọi người, làm cái món quà dâng lên cho cha mẹ. Cha mẹ cho con một thân xác này, nuôi con, bây giờ con lớn lên, con không có lẩn quẩn trong một cái gia đình nhỏ bé, mà con làm cái việc lớn hơn để làm quà dâng cho cha mẹ. Cho nên người xuất gia cũng là trả hiếu, nhưng mà trả hiếu một cách khác. Quý vị ở nhà, quý vị lập gia đình, có con, cũng là trả hiếu, nhưng một cách khác. Chứ không có ai bất hiếu hết á. Bất hiếu là khi nào cha mẹ cho mình thân thể này mà mình không biết sử dụng. Mình đem bao nhiêu xì ke ma túy, tất cả các độc tố để hại thân này, để cho cuộc sống của mình khổ đau, bệnh tật. Đó là lỗi. Cha mẹ cho mình thân này chưa trả gì hết là ngoại nó rồi. Hả? Cho nên có hiếu với Phật là gì? Không phải là mình xây chùa lớn, không phải mình làm cái gì hay, mà là tu cho tốt. Đền ơn Phật là mình tu cho giỏi, rồi làm những gì lợi ích cho mọi người để đền ơn Phật. Tại Phật bằng tâm nguyện đó mà. Trong kinh nói rằng các đức Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên, đó là khai mở cho chúng sanh, để cho chúng sanh nhận ra được nơi mỗi chúng sanh có khả năng thành Phật. Đó là mục đích của chư Phật ra đời. Chứ chư Phật đâu ra đời đâu phải để lập một tông giáo, để được đưa mình lên làm một vị giáo chủ gì đâu. Mình tự xưng thôi, mình tự ca tôn Đức Phật. Nhưng mà mục đích của chư Phật ra đời là để khai mở cho con người nhận ra được, hiểu ra được cái chỗ sáng suốt của chúng ta, để chúng ta đừng có sống rạng rỡ. Giống như mỗi lần quý vị nghe pháp, quý vị nói ồ, mình cũng có khả năng nói ái ngữ mà, mình cũng có khả năng nói lời hiền lành mà sao mình không nói? Tại mình chưa khai thác đó thôi, chứ đâu phải mình không có khả năng. Mình nói tôi vậy đó, rồi ok,
tôi vậy mấy chục năm rồi mà không thấy gì hết á, đâu khác chút coi. Ngày hôm qua có một anh gặp Pháp Hòa: thầy ơi thầy, con bằng tuổi với thầy, hai con cọp với nhau, giờ thầy có cách nào thầy làm cho con tốt hơn, bớt nóng hơn không? Pháp Hòa mới nói: rồi ông nóng cũng 50 năm rồi phải không, mà được gì không? Bữa nay sống lại coi, bây giờ phát nguyện từ đây cho tới 50 năm tới sống nguội lạnh hơn chút. Nguội lạnh không phải là mặc kệ người ta nha. Sống bình an, sống tĩnh lặng, sống như là bớt nóng nảy, coi nó có khác không. 50 năm mình sống nóng nảy rồi chẳng thấy gì hết, làm ăn lỗ lã vậy phải làm ăn hoài sao, đổi món khác bán có được không? Trời đất ơi, làm ăn mà không được thì phải tìm một cách khác làm để có tiền xoay sở trong cuộc sống. Thì mình đã sống như thế đó, không được thì đổi cách khác. Bây giờ mình sống dở, sống nóng nảy nè, sống la hét nè, sống giận dữ nè, mấy mươi năm rồi, giờ tạm thời thôi cất đi, xử đổi cách sống coi. Chồng giận thì vợ bớt lời, hỏi rằng anh có chuyện gì không vui. Cho nên á, mình ăn cũng vậy. Thí dụ mình ăn cái này mình thấy ăn thời gian sao nó không khỏe thì mình đổi món ăn. Và thậm chí đến cái tuổi nào đó rồi phải dừng cái đó lại, không thể ăn ngọt kiểu đó nữa, không thể ăn mặn kiểu đó nữa, không thể ăn béo kiểu đó nữa, phải thay đổi món ăn cũng thay đổi để cái thân thể này nó được tốt hơn. Thì cái tư duy, cái cách sống, cách nói của mình cũng có thay đổi để cách sống của mình nó tốt, nó khá hơn. Đại chúng nhớ là con mình nó dưới 18 tuổi là nó dưới cái quyền của mình. Mình có nói gì nói, nó biết nó chưa đủ tuổi thì nó chưa đủ buông. Nhưng mà khi lớn lên mà mình, nó đã lớn mà mình không đổi cách của mình á, thì mình với nó buông rất mau. Và nó buông như cà buông vậy đó. Mới hiểu nói không? Thành thử ra mình làm lớn. Hồi nãy có một cô gặp Pháp Hòa nè: thầy ơi, con y như thầy nói vậy đó. Mẹ con thương nhau lắm mà gặp nhau là gây. Pháp Hòa nói: thôi, mình làm Bồ Tát mà phải thương chúng sanh, nhịn chúng sanh chút đi. Tại chúng sanh này nó bỏ mình được, mình bỏ nó không được. Thành thử là mở mà bỏ đi là mình khổ. Cho nên mình làm người lớn mình chịu được, mình làm người lớn mình chịu lỗ được. Mà lỗ với ai? Lỗ với con mình thôi mà. Nói lỗ là để nói cái chữ đó cho mình dễ hiểu thôi, chứ thật ra là mình biết bao dung cho nó, mình biết ôm ấp nó. Nó không đủ khả năng nó ôm ấp mình, nhưng mình là cha mẹ, mình phải bao dung. Tại vì chỉ có con mình mới không bỏ được thôi. Bây giờ nó không bao dung nó thì nó bung, mà nó bung thì mình khổ chứ gì. Nó bị người ta vắt hết xác, nó dục xác về mình cũng hốt xác. Thành thử ra thưa đại chúng, đó là cái sự thật. Nên là chúng ta phải tư duy lại, nhìn lại cách sống của mình. Cho nên Phật Bồ Tát có mắt ngay giữa nè. Con mắt này là con mắt gì biết không? Nếu quý vị thấy tượng Phật nào, Bồ Tát nào có con mắt ấy thứ ba này nè. Không phải ông nào có con mắt như vậy, nhưng mà con mắt này là tượng trưng cho trí tuệ. Con mắt thẩm thấu sự việc mà không bị lệch giữa trái và phải, mà con mắt trung đạo, con mắt thấy rõ cái gì để bao dung vỡ mắt. Cho nên chuẩn đề Bồ Tát có 18 tay, có con mắt ở giữa, có 11 cái đầu, hay là thiên thủ thiên nhãn quan âm, ngàn mắt ngàn tay. Đó là những biểu tượng của cái nhìn, cái hiểu và cái đưa bàn tay mình để cứu vớt. Con kính thưa thầy, con nguyện ăn chay một tháng, nhưng con chia ra nhiều lần, ăn mấy tháng có được không? Bây giờ bắt đầu nhờ thầy trả giá dùm. À, nhiều lần trong mấy tháng có được không? Nhưng nếu con ăn không đủ một tháng như vậy con có tội không? Nhiều khi con hay giỡn chơi, nói hơi lố, nhưng con không có ác ý. Nhưng những người xung quanh nói con coi chừng khẩu nghiệp.
rồi con nói tôi là khẩu xà mà tâm Phật. Mấy người nói tâm tốt mà làm như vậy mất phước, vậy có đúng không thầy? Để con biết con giữ cái miệng con lại. Có ai khiêng cái miệng mình đi đâu đâu mà giữ. Thứ nhất, chịu ăn chay. Không có ai ép mình nguyện gì hết á. Phật không có đưa cho cái list. Phật không có nói là muốn cầu có con ăn chay ăn tháng, muốn cầu chồng thương ăn năm. Không có cái list đó. Tất cả là do mình, tự mình phát nguyện thôi. Nhưng quý vị có khả năng ăn theo cái khả năng của mình. Thật sự mình không ăn cũng không tội gì, nhưng mình có cái lỗi khó chịu lắm. Mình đã lường gạt ở trên. Nói xin cho con được cái này, con ăn chay tháng. Cả tháng nay mấy năm trời không ăn thì tự nhiên trong lòng mình khó chịu. Mình thấy giống như mỗi lần mình đến trước Phật, mình thấy là mình không dám nhìn thẳng. Tại vì bữa đó mình hứa ngon lành quá mà. Phật cho con vượt qua cái khổ kỳ này, con ăn chay tháng, mà ba năm nay con chưa có tháng nào đó. Khó chịu quá. Thưa đại chúng, cái đó chẳng qua là cái khó chịu của mình. Thì chính tại vì mình nguyện thì mình tự khó chịu, phải không? Cho nên bây giờ để giải quyết cái đó, quý vị có thể ăn rời ra. Vì mình không có khả năng ăn liền một tháng, có những lý do. Có thể mình sức khỏe không có, mình không đủ cái phương tiện ăn một tháng ròng rã như vậy. Thì quý vị chia ra một tuần ăn một ngày, ăn 30 tuần cũng đầy một tháng. Hiểu ý không? Miễn sao mình gom đủ một tháng để mình tự tha cho mình thôi. Đây là tự tha cho mình, chứ không có Phật nào tính sổ với mình hết. Cho nên tu tập á, nó cái tính linh động của cái sự hành trì nó như vậy. Thí dụ như hôm nào mình mệt, mình bỏ thời khóa, không có tội. Mình bỏ thời khóa vì mình mệt, chứ không phải mình sanh cái tâm lười biếng. Hai cái tâm niệm nó khác. Thí dụ tới giờ tụng kinh mà làm biếng quá, hay là bạn bè rủ đi chơi gì đó, mình không đi, mình đi chơi, mình bỏ thời khóa thì tự mình thấy khó chịu. Là gì? Mình có khả năng hành trì thời khóa nhưng mình không làm. Ở đây là gì? Chúng ta không khỏe, chứ không phải chúng ta sanh tâm lười. Hai cái tâm niệm nó khác. Thì dưỡng ăn chay cũng vậy, không phải là mình không muốn ăn, nhưng có lẽ hoàn cảnh mình chưa cho phép. Thì thôi, quý vị rời ra, làm như vậy để tự mình mãn nguyện cho mình, chứ không có Phật trời nào trách móc tính sổ gì mình hết. Các ngài đi tu không phải để làm cái chuyện tính sổ của đứa nào ăn chay mấy bữa đó, không có làm chuyện đó. Điều thứ hai, khi chúng ta nói rằng mình là khẩu xà tâm Phật, nghĩa là mình nói tầm bậy tầm bạ nhưng mà tâm mình tốt, được, không sao. Nhưng mà mới cái đó nó được cái phần á. Cái tâm mình tốt thì được phần tâm, khẩu mình xấu thì mình mắc cái phần miệng, cái nào ra đó. Thì bây giờ mình muốn trọn vẹn thì thôi, khẩu Phật tâm Phật. Chứ không có lấy cái chuyện bào chữa là tôi khẩu xà và tâm Phật. Nói vậy ai cũng làm được hết làm sao? Phải không? Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Mình cho con mình ăn, cho nó rất là ăn, rất là ngon, chăm sóc rất kỹ, nhưng mà mỗi lần nó ăn mình ngồi bên mình chửi. Thì như vậy thì mình nói tôi chửi miễn tôi cho ăn thôi chứ. Nói vậy được không? Người ta ăn sẽ hoàn toàn không ngon nếu mình cứ cho ăn ngon mà mình ngồi đó mình nói sốc không người ta, sao người ta chịu nổi. Thôi bây giờ á, mình có thể hạ xuống đi, mình không cần phải cho ăn ngon đâu, cho ăn được là được rồi. Nhưng mà cái cách hành xử mình không quá đáng. Cho nên đừng có lấy cái này rồi mà lấn cái kia, bù qua sớt lại vậy không. Tôi khẩu xà tâm Phật. Tâm Phật tốt, nhưng mà ráng khẩu Phật để trọn vẹn. Còn nếu mình đưa cái phần tâm mà xấu cái phần khẩu, thì cái khẩu mình nó có bị một cái nghiệp của cái miệng, là cứ nói những điều không có dễ thương. Quý vị nhớ trong kinh không? Nếu một người tâm không dễ thương, tâm dễ thương mà khẩu không dễ thương, thì người ta sẽ mở lòng, người ta thương cái phần tâm mà ta ráng người ta thương cái phần khẩu, đó là sự tu của người ta.
Nhưng mà chính mình cũng phải có thay đổi, chứ không thể đặt cái câu đó rồi mình cứ sống ràng rỡ vậy hoài. Cũng giống như con mình vậy đó. Nó không đi học cái mình la nó, cái nó nói con không đi học chứ miễn con sống tốt thôi chứ. Con sống tốt cho bù lại con dốt. Đâu có được, phải không? Con ráng đi học để con mở mang. Mà con mở mang được rồi thì đời sống con sẽ tốt hơn, cho nên nó trọn vẹn hơn. Đại chúng nhớ vậy thôi. Thôi câu hỏi cuối là mình nghỉ nha. Nghỉ được không? Thôi hai câu nữa đi, còn hai câu nữa thôi. Xin con xin thầy giải thích ý của bức tượng ngài Phật Tổ Đạt Ma, tại sao chùa nào cũng đặt tượng Phật Tổ ở phía sau, và tại sao ngài lại chỉ có một chiếc dép? Tại vì chiếc kia bị mất rồi. Thưa đại chúng, Pháp Hòa giải thích sơ chứ cái câu này Pháp Hòa đã trả lời nhiều ở các buổi khác rồi ha. Theo phong cách thờ của người Việt, tiền Phật hậu Tổ, nghĩa là phía trước là Phật, phía sau là Tổ. Và quan niệm của người Việt á, là Tổ gần hơn mình. Tại vì Tổ là người truyền đạt cho mình gần hơn, nhờ Tổ mình biết Phật. Cho nên mình nó kính trọng Phật như ông nội, Tổ như cha. Chỉ vì vậy mà lên tụng kinh là phải xá tổ trước vậy đó. Xin phép cha cho con lên thăm ông nội. Đó là cái ý, đó là cái phong cách của chùa Việt Nam ha. Rồi trước khi mình xá Phật xá tổ, tại sao mình phải xá mình? Đứng đối diện nhau xá nhau rồi xê lên Phật. Tại vì xá nhau là xá ông Phật đang sống hiện hữu đây, rất thiết thực. Còn ông Phật kia là ông Phật tượng. Phật tượng thì không bằng Phật đang có mặt ở đây. Cho nên xá là gì? Nhắc nhau. Don't forget you are Buddha. Chị anh đừng có quên anh chị là Phật. Cho nên ráng sống để khai thác cái chất Phật ở trong anh. Cho xá nhau rồi xá Phật. Còn chư tổ thì tùy theo. Mình tu thiền thì mình thờ tổ Đạt Ma hay là thờ tổ Khương Tăng Hội. Còn mình tu tịnh độ thì nhiều khi mình thờ tổ của tịnh độ. Tổ thì tùy theo cái tông phái cũng được. Còn không thì mình thờ căn bản chung một vị tổ là Đạt Ma Tổ Sư. Hoặc nhưng mà người Việt gần đây là chúng ta trở về với vị tổ gốc của mình, đó là ngài Khương Tăng Hội, tổ chính gốc người Việt. Còn tổ Đạt Ma là ngài là gốc Ấn Độ, ngài sang Trung Quốc. Sau tổ Khương Tăng Hội mấy trăm năm. Cho nên nếu nói ra là tổ Khương Tăng Hội của Việt Nam mình là vào đầu thế kỷ. Còn tổ Đạt Ma là phải mấy thế kỷ sau rồi. Đó, đại ý là vậy. Còn lý do nào ngài quẩy một chiếc dép thì đây là căn cứ trên một câu chuyện lịch sử thôi. Là khi tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Quốc truyền đạo rồi thì ngài viên mãn, ngài mất. Thì chôn ngài xong rồi thì không ngờ một thời gian sau có người đi đường trên biển thấy ngài đang quẩy một chiếc dép. Thì ông kia mới hỏi, ủa ngài đi đâu? Thì tổ trả lời, tôi đi về Tây, tức là Tây Trúc á. Và người ta về người ta kể lại câu chuyện, thì vua mới cho quật mồ của tổ Đạt Ma lên. Thì thấy ở trong quan tài không có tổ, mà chỉ thấy có một chiếc giày. Vậy thì cái câu chuyện này thật hư mình không biết. Ở đây Pháp Hòa chỉ nói cái ý đạo thôi. Ngài đi về phía Tây, nghĩa là cái sự trở về của mình. Mình ở đâu mình về đó, phải không? Và nhưng cái chỗ để lại vẫn còn, giống như Đức Phật của mình. Đức Phật không có tới Việt Nam, ngài là người Ấn Độ. Nhưng mà ngày nay Đức Phật có mặt ở Việt Nam không? Như vậy ngài đã luôn chiếc dép chứ gì nữa. Tức là vẫn để lại một cái gì làm cái chứng tích cho người sau để nương. Còn mình thì đi trở về cái nguồn gọi của mình. Cái ý thứ hai á, là giày dép thì thường thường có đối đãi phải với trái. Mà chúng sanh mình á, dễ gây hấn với nhau bởi sự so sánh.
tốt xấu, phải trái, đúng sai, trắng đen, vân vân. Lúc nào mình cũng có cả hai cái sự so sánh. Nhưng khi mình vượt cái đó, mình vượt được cái đó thì mình không còn cái đối đãi. Cho nên một thôi. Trước khi đóng thành một chiếc giày, có ai nói giày này sẽ đóng phải trái không? Nhưng khi nó hình thành chiếc giày rồi thì chúng ta đặt cho nó cái tên là chiếc giày bên trái và chiếc giày bên phải. Nhưng mà thực chất nó cũng chỉ là chiếc giày. Còn phải trái là do mình thôi. Tại vì mình đi thường giày mình ở phải trái. Ví dụ một người kia họ sanh ra họ có tật, hai cái chân họ ngược lại, thì hai chiếc dép buộc lòng phải chuyển qua thôi. Cho nên mình vượt được cái đối đãi đó thì chúng ta đi tới cái chỗ không còn cái đối đãi, gọi là nhất thừa. Chẳng qua chúng sanh mình còn ở trong phạm vi của người phàm có sự đối đãi. Giống như mình nói Phật với chúng sanh hay là Phật với ma. Nhưng mà thực chất cái tột cùng của đạo là gì? Ma ma Phật Phật chính do ta. Giác là Phật, mê là ma. Nhưng mà thật sự mình là ma. Nhưng mà khi mình giác thì mình là Phật. Phật với ma nó ở chỉ một cái chỗ là giác với mê, tỉnh và mê thôi. Mình tỉnh thì mình mê, mình hạnh phúc. Mê là mình khổ. Như vậy thì giữa khổ và vui nó không có khác, chỉ ở cái căn cứ ở chỗ tỉnh mê. Cũng một câu chuyện đó mà tại sao người giác ta nghe xong ta bình an, mình cũng nghe câu chuyện đó mình nổi nóng mình lên, tại vì mình mê, mình lầm, mình chấp. Còn người tỉnh thức thì người ta thấy nó có nguyên nhân, nó có nhân duyên, nó có nhân quả của nó, cho nên người ta không bị chi phối bởi những câu chuyện đó. Cho nên Pháp Hòa giải thích tạm thôi. Thứ nhất, thời giờ không còn. Thứ hai là đã đến lúc chúng ta phải nhẹ nhàng tuần tự, chúng ta rời ho theo cái quy định để không có làm phiền ở đây. Quý vị khoan ha, để mình kết thúc. Và hôm nay Pháp Hòa được trở về thăm đại chúng với sự hết lòng tổ chức của Đạo Hữu Phước Trí cũng như tất cả các anh em Phật tử trong vùng này, để chúng ta có được một buổi tối này. Xin hồi hướng công đức đến tất cả đại chúng, mỗi người mỗi việc, cũng như tất cả sự có mặt hôm nay được viên thành cái hạnh nguyện của mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin Thầy chỉ dạy cho con và mọi người biết, khi lạy ở chùa và ở nhà nên lạy úp hai bàn tay xuống hay ngửa hai bàn tay lên? Theo quý vị, ngửa lên hay úp xuống? Trật lất hết, tay ngửa tay úp. Đi xin xăm mà lúc mà xin keo còn muốn miếng cầm hai đồng tiền xin dục lên cái miếng úp miếng ngửa mà gọi trứng rồi trứng. Thật sự ra đó, mình úp mình ngửa gì nó cũng không có sao hết, nó đều có cái ý cả. Người xưa bên Ấn Độ á, cái lạy này là mình theo cái phong tục Ấn Độ, là khi mà người ta gặp Đức Phật á, hay là các vị mà người ta kính trọng á, không riêng Đức Phật đâu, tất cả các bậc mà họ kính trọng á, thì cái việc đầu tiên là họ sẽ ngồi xuống, họ ngồi sát dưới đất vậy đó. Xong rồi họ mới nâng cái bàn chân của vị đó lên, họ áp cái mặt vào đó, một hình thức như hôn cái đôi chân. Thì đây, bàn tay nâng hôn. Có khi người ta không có hôn như vậy thì người ta lấy cái tay người ta để lên bàn chân người ta của cái vị đó, rồi người ta đưa lên đầu. Quý vị nào có dịp mà gặp mấy người mà Ấn Độ, người Tích Lan á, người ta gặp các vị mà ta kính trọng là ta ngồi xuống, người ta lấy cái tay người ta để lên. Thành thử ra mình ngửa lên để mình hôn chân Phật, mình úp xuống cũng giống như mình đặt tay mình lên bàn chân của Phật. Nó chỉ là một hình thức biểu lộ sự cung kính. Còn nếu như mình muốn giải thích nữa đó, thì khi mình lạy xuống, có nhiều vị người ta giải thích sâu sắc hơn. Thật ra là cũng mượn cái hình thức đó để thổi vào đó cái đạo lý thôi, chứ không có ai đặt gì cả. Thí dụ ta nói vậy nè, mình chắp tay về nè, thì đây là cái trung tâm,
phải không? Mình 10 ngón tay mình tượng trưng cho giống như mình mình rong ruổi 10 phương đi, tâm mình nó rong ruổi lắm, bây giờ mình hợp nó lại thì chúng ta hay kêu là nhất tâm đảnh lễ hay là chí tâm đảnh lễ. Đặt cái tay ở đây, rồi vậy là cái thay là cái thân nè, mình đi ngang cái miệng nè, đưa lên đầu là ý nè. Khi mình lại Phật là thân khẩu ý phải thanh tịnh, cho nên mình cầm ngón tay này tới đây ha, cái khi mình muốn lại Phật là mình phải đưa lên. Vậy thì khi mình đưa lên đó là mình đi ngang qua khẩu, đi ngang lên tới ý, phải không? Để mình mới hạ xuống. Rồi khi mình đưa tay mình xuống là mình hơi như này, buông xả. Mình phải buông xả tất cả, giống như buông xả cái bản ngã của con người mình mọp dưới đất. Thì khi mọp dưới đất rồi, mình lật tay lên để làm gì? Để trải lòng, để mở lòng. Mình có mở lòng mình học hỏi, mình có mở lòng với người ta thì người ta mới mở lòng với mình. Còn mình muốn học hỏi mà mình không mở lòng học thì làm sao học? Đó, nhiều cách giải thích lắm. Mình muốn đi tới chỗ thượng thừa thì phải tập buông xả. Mình muốn người ta kính trọng mình thì mình phải thấp nhất, mình tự mình hạ mình để người ta kính mình, chứ mình đừng có tự mình đưa mình lên. Người ta đưa mình lên mình mới vững, còn mình tự mình đưa mình lên, người ta kiếm chỗ người ta rút ra. Thì người ta quý trọng thì người ta đưa lên. Nhờ ở đây là mình nói cái đạo lý thôi, chứ thật sự đơn giản, phong tục chỉ là hôn chân và đặt bàn tay lên. Nhưng mà đạo lý thì chúng ta rất nhiều, cho nên chúng ta thổi vào mỗi hành động như nãy mà nói phương tiện đó. Nhưng bây giờ nếu như mà người ta chấp giày, người ta đưa lên giày, mình không có đạo lý mình thổi vô đó thì ta chưa có hết, chưa thấy rõ. Mình thổi vô đó thường biến này, biến một cái lễ này nó thành ra cả một chuỗi đạo lý để cho mình hướng tâm trọn vẹn. Cho nên khi mình chấp cái tay ở đây là thân thanh tịnh, đi ngang cái miệng là khẩu nè, đưa lên đầu là ý nè. Như vậy thân khẩu ý thanh tịnh rồi, đưa lên tới cái chỗ cao thượng rồi. Bây giờ con làm cho thân miệng ý con đi lên tới cái chỗ cao đẹp, để con chuẩn bị hạ mình đảnh lễ các Đức Phật Bồ Tát. Cho nên mình lên tới rồi bắt đầu mình hạ xuống, đưa tay xuống. Và một người mình xuống tới đây rồi thì đâu còn gì nữa để ôm ấp, chúng ta trải lòng. Cho nên xuống tới đất rồi mở hai tay ra, phơi trải tâm can trước Phật Bồ Tát. Và người nào mà muốn như vậy xong rồi á, để cho cái lễ của mình nó không bị chi phối nữa, khi mà hợp xuống, trong khi quá trình mình đi xuống, khởi tâm nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Đó, mấy ngày nay quý vị tụng lương hoàng sáng, quý vị có lại Phật sám hối, thì trong khi mình hạ người mình xuống, khởi ba câu này: nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Như vậy thì trong khi chúng ta lại, chúng ta không hề bị chi phối, mà chúng ta nhiếp tâm, nhiếp tâm mình ở trong một cái lễ này, thì cái lễ này đã thành tựu một phương tiện để giúp cho mình trên con đường tu tập. Còn có nhiều người ta nói tu tịnh độ thì phải mở, tu thiền thì phải úp. Hỏi sao vậy? Tu thiền là xả. Không có tu thiền tu tịnh gì ở đây. Thiền tịnh gì cũng phải đi tới cái chỗ giải thoát giống nhau. Như vậy thì thưa đại chúng, đạo lý nó ở trong tay mình. Mình muốn thổi cái gì vô nó cũng được đó. Thí dụ như người ta sợ cái quan tài lắm, ta sợ quan tài lắm, ta nghĩ nó xui phải không? Nhưng bây giờ người ta làm ra một cái hình thái cái quan tài chừng gang tay nè, để làm quà tặng cho nhau những ngày Tết. Sợ không? Trời ơi, Tết mình đi tặng quan tài. Nhưng bây giờ người ta thêm chữ vô đó, tự nhiên khoái liền.
Nếu hai chữ quan tài không ngán quá phải không, ta thêm vô nè: thăng quan phát tài. Như vậy thì bây giờ chữ quan tài nó không có gì sợ nữa hết. Quan là thăng quan, tài thì phát tài. Hồi nãy hai chữ quan tài ấn quá, ta thêm vô hai chữ thôi: thăng quan phát tài, dành quan tài đem về. Đạo lý nó nằm trong tay mình mà. Mình muốn thổi cái gì vô thì nó thành cái pháp đó. Cho nên cái tà pháp nó là tà, nhưng nếu nó nằm trong tay người chánh, người chánh dẫn biến nó thành chánh. Nhưng nếu nó là một pháp chánh mà dục vô tay người tà, chánh này nó cũng biến, nó cũng bị người tà biến nó. Chỉ một miếng rau, miếng đậu hũ mà dục vô tay người biết nấu ăn, ta nấu ra thành món. Người không biết nấu ăn gì đưa nó một đống đồ ăn làm hồi ăn được gì hết trơn, cái sống cái gì nó biết nấu ăn đâu, cho nên mình đưa toàn đồ ngon cho nó nấu mà nóng ra gì hết. Còn người biết nấu ăn mình đưa tùm lum tà la vậy mà ta làm ra món được không? Chánh pháp, người tà nói pháp chánh, người tà nói pháp chánh, chánh pháp thành tà pháp. Người chánh mà nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Tại vì trong người họ có chánh pháp rồi đó, thì cái gì đến họ đều nói ra được cái đạo lý. Cái quan trọng là mình đưa người ta cái đạo lý ta sống, chứ không phải cái vấn đề là chúng ta làm cho cái đó nó tệ hại hơn. Đâu có Pháp Hòa ví dụ như á, cuộc sống người ta đầy ắp những sợ hãi rồi, lo lắng rồi, mình nói chi nữa? Mình làm sao để cho người ta giảm đi cái lo lắng sợ hãi thì cái đó mới là cái cách của mình. Giờ đây là Pháp Hòa mới nói thêm cái chuyện mà mình lại Phật. Và mục đích của lại để làm gì? Để buông xả cái bản ngã của mình. Còn người mình có rất nhiều cái tự cao, tự hào, mình buông xuống được. Lương Hoàng Sám chương 3 có nói rõ quả báo nhân quả như làm người câm ngọng là do cái nhân đời trước hay hủy báng người mà ra. Người có thân hình tanh hôi là từ coi từ trong loài cá trạnh đầu thai vân vân á. Phật tử hiểu chương này giúp chúng ta nhìn lại các tội nghiệp mà e sợ không phạm. Nhưng mình nên giải thích như thế nào với những người nhạo báng và cho là mê tín, không tin đó là từ kinh? Chữ kinh là gì? Chữ kinh là có cái nghĩa là cái đạo lý đó nó có thể nó giúp được đúng cái căn cơ người nghe và nó hợp với cái đạo lý thì gọi là kinh. Cái gì mà nó hợp với cái hoàn cảnh, cái nhận thức của con người, nói cách khác là căn cơ, trình độ và đạo lý thì gọi là kinh. Chứ không phải cái chuyện kinh là chỉ riêng của Đức Phật nói. Nhưng mà lời của Đức Phật đó, nó hợp với đạo lý, hợp với căn cơ thì gọi là kinh. Và tất cả các vị nào nói ra được điều đó chúng ta đều gọi là kinh. Ví dụ bên Thiên Chúa Giáo có kinh thánh, người ta cũng có kinh vậy. Thì kinh gọi là kinh thánh. Mà cái chữ kinh đó, nghĩa là những gì, những lời dạy nó phù hợp với chân lý và căn cơ trình độ con người, gọi là kinh hết. Vậy thì bây giờ những cái nhân quả mà người ta nói đó để làm gì? Để mục đích là giúp cho những người sống chưa có nhận ra được cái lỗi của mình. Mình toàn là chỉ trích hay nói những cái điều nó không hay thì người ta nhắc nhở được thôi. Còn ví dụ như bây giờ mình á, đối với những người mà người ta hay không tin thì mình đừng nói. Tại vì sao? Tại vì có thể mình không ghét gì người ta hết, ta chưa có đủ duyên để người ta nghe cái này. Nhưng có thể người ta đủ duyên người ta nghe cái khác,
thì mình đâu cần phải nói cái này chi, nói cái khác cho người ta nghe. Người ta không được phần này, ta không được phần khác. Cũng giống như bây giờ mình lên mình nấu ăn cho người ta, mà người ta nói tôi không ăn được món này, mà cứ ngồi rỉ hoài, anh dạy quá, phở ngon mà không ăn. Đó, bây giờ trong đó người ta có mì, có bún, thì người ta ăn được món gì, mình đãi ta món đó với mắc chi rồi cứ ngồi phiền não gì cái chuyện đó. Cho nên mọi việc nhẹ nhàng, người nào không nghe thì cái này không sao, tôi có món khác tôi đãi anh. Có thể người ta không tin nhân quả phải không? Nhưng bây giờ mình nói vậy nè, họ làm cái món này họ thành tựu, thật ra họ cũng sống trong nhân quả rồi. Anh nấu cơm, anh do gạo anh nấu cơm, cơm chín là quả. Tại ta nghĩ nhân quả là phải cái gì nó tác động con người, đời sống khổ đau gì đó, chứ thật sự ra mỗi ngày mình làm đó, mình tưới, mình gieo cái hạt xuống là nhân, rồi nó lên cái cây là quả. Rồi mình cố gắng đi làm dành dụm là nhân. Bây giờ mình có tiền mình xài, khi mình thất nghiệp không có tiền thì mình có này đó, cái quả đó mình hưởng đó. Rồi nếu mà mình nhiều khi người ta nghe chỉ nhân quả, ta chỉ nghĩ cái phần tiêu cực thôi, chứ thật sự nó rất nhiều tích cực. Thí dụ mình ráng đọc sách, cho nên giờ mình có mớ kiến thức, thì đọc sách là nhân, mà có kiến thức là quả. Ngồi thiền là nhân, và tâm mình tịnh, sống nhẹ nhàng là quả. Niệm Phật là nhân, giảng sanh là quả. Thí dụ vậy. Mình hiểu con mình, cho nên mình đã từ nhỏ tới lớn mình đã đi được với con mình, nâng đỡ con mình, nhờ cái nhân đó cho nên giờ con mình nó tốt. Chứ nhân quả đâu có chỉ cái xấu không. Nghe chỉ nhân quả sợ lắm, người ta nghĩ sao toàn là tội lỗi quả báo gì đó, chứ thật sự nhân quả là một danh từ chung để chỉ cho cái nhân và cái kết quả, mà tùy theo cái nhân tốt thì kết quả nó tốt vậy thôi, chứ nó đâu phải chỉ có nghĩa một chiều, mà đa phần ta hiểu con chiều à. Ta hiểu nhân quả là cái gì đó, tội lỗi khổ đau rồi đó, chứ thật sự không phải. Giống như nghiệp vậy đó, nghiệp nó không có nghĩa là xấu. Nghiệp là cái thói quen của chúng ta làm. Nhưng mà chúng ta làm cái gì, thí dụ mỗi ngày chúng ta làm việc tốt thì là nghiệp tốt. Mà chúng ta làm việc đó nó thành ra một cái thói quen xấu là nghiệp xấu. Thí dụ như hồi đó mình nghiện rượu là nghiệp xấu, tại vì nó hại thân, nó tốn tiền, bệnh tật. Rồi bữa nay chuyển được nó rồi, nghiệp tốt rồi đó. Chuyển nghiệp mà. Còn ví dụ như trong đó quý vị cần thắc mắc là tại sao vua Diêm Vương ở trong ngục. Thật ra ông là một hình thức như ở lâu năm thành chúa thôi, chứ còn sự chịu tội giống nhau. Phong vào ví dụ ha, bây giờ trong một cái tù thì tự nhiên cử ra anh tù trưởng, nhưng mà thật sự anh boss mấy anh mới tới thôi, chứ thật sự anh cũng là ai, anh cũng là người tù, nhưng mà tỉnh ở lâu năm, ảnh có hạnh kiểm tốt ở lâu năm, cho nên ta cử anh lên làm tù trưởng. Thấy không? Rồi mấy người vô mới vô, dạ chào anh tù trưởng, chứ thật sự ra tôi với anh bình đẳng. Hiểu ý không? Diêm vương cũng vậy. Diêm vương cũng vậy, ông ở đó ông dỗ cốp cốp vậy đó. Để gọi là tra khảo mình nha. Nhưng mà thật sự ra là tới giờ của ổng chịu tội, ổng cũng phải đi chịu lời, ổng cũng phải lãnh án giống nhau. Ở đây muốn nói cái gì biết không? Cho dù anh là ai, chẳng qua chỉ là cái nhãn thôi, chứ còn khổ đau giống nhau. Chắc gì anh làm boss ở tiệm, ở hãng, mà anh về nhà anh không khổ đau với gia đình anh đâu. Hiểu ý không? Tức là bất cứ mình danh gì và vị gì, mình cũng là một con người và cũng chịu chi phối bởi sanh già bệnh chết. Thậm chí anh là một cái người rất là có quyền uy, nhưng nếu anh phạm pháp anh vẫn phải chịu tội giống y như các người khác thôi. Cho nên trong kinh nói là Diêm Vương cũng phải tới giờ ra chịu tội. Rồi cái anh kia, ảnh làm lính của Diêm Vương, cầm mấy cái chĩa vậy là chờ mình ngán muốn chết.
À, mình thấy ngán muốn chết, nhưng mà thiệt sự là chẳng qua anh hung tợn quá cho anh cầm cái chĩa để chứ còn anh cũng ở trong tù mà. Có một câu chuyện, có cô công chúa đó đó, cổ bị một cái nhóm cướp bắt. Thì khi mà bị bắt như vậy đó thì cổ la lên: tụi bay thả tao ra, mấy đứa bay có biết tao là công chúa không? Tao là cành vàng lá ngọc, tao ăn cơm ngon, tao ngủ giường đẹp, mỗi ngày tao ăn sung mặc sướng, bây giờ tụi bay đưa tao vô đây, thí dụ vậy. Cái rồi cái nó nghe cổ vậy, cái nó sắm cho cổ cái giường, nó làm nguyên cái phòng đó y như cung điện của cổ vậy đó, mà ở ngoài nó có cái dòng sắt. Rồi cái mỗi ngày cổ vui vẻ, cổ thổi móng tay sơn rồi ngồi thổi cho nó khô rồi đại khái vậy đó. Mà thật sự cổ ở đâu? Cổ lẩn quẩn trong cái nhà tù đó, mà tại vì có những cái món mà hàng ngày cổ sống đó, rồi cổ an hưởng với nó, mà cổ quên cổ là một công chúa ở tù. Quý hiểu được câu chuyện không? Mình y chang thôi, mình y hệt vậy thôi. Mình cũng nhà cao cửa rộng, cũng được người ta khen tụng đủ thứ hết, nhưng mình vẫn đâu có biết là mình vẫn bị ngục tù của sanh tử chi phối danh vọng. Mình ngồi đây đâu phải là hết nhiệm kỳ ta để tiếp đâu. Trời ơi, tranh đấu dữ lắm đó, ghế này mới giữ tiếp 4 năm nữa thí dụ vậy. Rồi cuối cùng mình vì một cái ghế, một cái chỗ ngồi mà biết bao nhiêu những cái khổ đau trong đầu mình mưu toan tính toán giam hạt mình. Hồi trưa này Pháp Hòa nói một câu với một chị: ngục tù nó có hai loại, ngục tù thật sự và ngục tù của tư tưởng. Nhiều khi mình đâu có ở tù, mình đang sống tự do đấy, nhưng mà cái đầu của mình nó khổ đau, nó dằn vặt đủ thứ hết. Có nhiều khi mình đâu có giết ai, nhưng trong đầu của mình mưu tính, mình sát hại người ta bằng tư tưởng của mình. Cho nên trong cái giới thứ nhất, khi mình hỏi giới đó, con nguyện nuôi dưỡng lòng từ bi, không sát hại, không tán thành và khuyến khích mọi sự sát hại, dù là trong tâm tưởng của con hay trong cách sống hàng ngày của con. Nhiều khi cách sống của mình đó cũng làm cho người ta khổ đau gần chết luôn. Cái cách đối xử của mình đối với người ta, cái cách, cái lời nói của mình đối với người ta, mình đâu có giết họ bằng dao vuông. Thậm chí cái cách thương của mình mà làm cho người ta cảm thấy người ta như ở trong một cái chỗ gò bó, thương mà không có tự do. Rồi mình gắn lên một cái nhà tù đó một cái bảng hiệu rất là to: tình yêu vĩnh cửu. Thì người ta sẽ bị lừa bởi một cái chữ đó, thí dụ vậy. Cho nên Pháp Hòa nhớ bài thơ của ông Nguyễn Bính có câu đó. Khi mà ông ghen với người, từ người ghen, người thương ông ông ghen một lô xong đến chánh: cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười những lúc có tôi, và cô chỉ nhìn tôi những lúc tôi xa xôi. Tôi muốn mùi hương của nước hoa mà cô thường sức chẳng bay xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại, dù chỉ qua đường khách lại qua. Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng hôn dù thấy đó hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay biển lắm người. Ghen một lô vậy các bạn đứng chánh, có phải tôi nào muốn ghen tương mà ghen như vậy chính là thương. Trời ơi, hồi nãy mình cảm thấy khổ đau quá, có bốn câu cuối cái xìu thôi, ghen đi ghen tiếp đi. Thật ra một người thì bị lừa, một người thì có cách có chiêu. Thật ra cuối cùng người vui kẻ khổ, chúng ta đều ở trong một cái phạm vi của giam hãm. Biển khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, chung cuộc thế rồi biển khổ thôi. Người chèo thuyền ngược, người chèo thuyền xuôi. Đó, ví dụ như giữa hai chúng mình đi,
Quý vị thấy Pháp Hòa, trời, thầy tu sướng quá. Vô đi rồi biết. Không có dễ ăn đâu em. Ví dụ vậy. Cho nên đây, quý vị nhìn Pháp Hòa như là thuyền xuôi gió phải không? Rồi quý vị cảm nhận con là thuyền ngược gió, lỡ hết rồi. Biết vậy thì xưa con đâu lấy chồng, lấy vợ. Ví dụ vậy. Nhưng mà thôi, đừng than gì hết á. Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, chung cuộc thế rồi, bể khổ thôi. Quý vị cũng đi lo bill điện nước mỗi tháng, em cũng không khác đâu. Mà bill em còn nặng hơn nữa, đúng không? Thành thử ra thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, chung cuộc thế rồi, biển khổ thôi. Không khéo mình là một cô công chúa nằm trên giường nệm, ăn với một cái chén vàng, sáng nào cũng ngồi thổi ngắm ngắm cái chiếc cà rá của mình. Nhưng mà dòng sắt đâu ai biết được, ngồi trên một chiếc xe cả 100,000 đô, hồi hộp lắm, không biết tháng này đủ tiền trả không. Thì trong kinh nói là ngồi trên xe sắt, nằm trên giường sắt, mặc áo sắt, nặng lắm. Tại vì cái gì mình không giải quyết được, nó trở thành ra cái nặng nề. Như vậy thì hồi nãy cũng có người hỏi, địa ngục thiên đường có không? Có với ai? Thiên đường có, nhưng có với ai? Địa ngục có với ai? Ví dụ nhà tù có không? Có. Nhưng mà mấy chục năm nay mình không có làm gì tội hết, mình biết nhà tù nằm đâu? Trời ơi, tôi sống từ 70 tuổi ở trong cái thành phố này mà tôi không biết nhà tù ở đâu nữa. Mà thằng chị 20 tuổi nhà tù nào nó cũng biết hết á. Hiểu ý không? Tại vì mình sống 70 năm nhưng mình đâu có làm gì sai thì mình đâu có đi vô tù mình ở, chứ đâu biết nó ở đâu. Như vậy tù có nhưng không có với mình. Nhưng mà anh chàng trên mới 20 tuổi thôi mà chuyện gì anh cũng làm hết, cho nên góc nào cũng có ảnh hết. Nhà tù cỡ nào, từ thấp, từ nhẹ tội cho đến nặng tội đều có ảnh hết. Như vậy địa ngục có không? Có. Mà có với ai? Thiên đường có không? Có. Có với ai? Thí dụ mấy ngày nay quý vị ở thiên đường, sáng ngủ dậy cái đi lên đây ngồi liêm diêm, gục lên gục xuống không biết. À, rồi cuốc vài chục cuốc cái xuống có ăn. Rồi ăn xong được 2 tiếng đi ngủ trưa đấy chứ. Rồi cái tới giờ cái ngủ dậy, lên ngồi tụng kinh nghe giảng gì đó, cái xuống ăn. Sáng ngủ dậy có bình nước sôi sẵn. Đó, thiên đường đó. Biết hưởng không? Người biết hưởng, trời ơi tôi thiên đường. Còn người không biết á, buồn quá, thôi để tôi vô phòng tôi bấm phone chụp hình, có ai biết tôi ở đâu không? Gửi lên mạng liền. Thành thử ra mình không biết thì mình đang ở thiên đường này, nhưng mình lại đi tìm rong ruổi. Thiên đường có, nhưng có với ai? Cho nên trong cái quyển Thủy Sám, người biết sống đủ dù nằm dưới đất vẫn thấy vui, người không biết đủ thân ở thiên đường vẫn không vừa ý. Tri túc giả tuy ngọa địa thượng du di an lạc, bất tri túc giả tuy tại thiên đường diệt bất xứng ý, cũng không vừa ý của mình. Quý vị hiểu được cái chỗ trong Lương Hoàng Sám đó. Đấy, đặt cái câu là Diêm Vương cũng chịu tội. Pháp Hòa giải thích thêm để đại chúng hiểu vậy đó. Thí dụ như bây giờ một ông vua, thì theo mình nghe cái chữ ông vua là mình thấy ông nhất rồi, quyền quý nhất, cái gì cũng nhất hết. Nhưng mà đâu có ai biết đó, khi mà ông ở tiền đường thôi. Nhưng mà ông lui hậu cung kìa. Trời ơi, mấy bà đánh lộn với nhau, rồi hại giúp nhau, rồi mỗi ngày ổng mới nhức đầu. Mà nội mà buổi tối mà muốn đi phòng nào thì ổng cũng khổ.
Đâu có ai biết vua cũng khổ vậy, phải không? Cho nên ông vua cũng đâu có thoát được đâu. Hồi xưa ngài Phật Ấn với ông Tô Đông Pha đó là hai người thân đó. Nhưng mà hay ông Tô Đông Pha ổng là tể tướng mà. Và ông hay dùng tri thức thế gian để ông đấu với ngài Phật Ấn lắm. Thì có một ngày nọ ông mời ngài Phật Ấn tới chơi, hay là ông tới nhà, tới chùa ngài Phật Ấn gì đó. Mà ngài Phật Ấn làm 7 cái lò. Rồi ngài Phật Ấn bước qua cái lò thứ nhất, xong rồi nhảy qua cái lò thứ hai. Ông thấy ngài Phật Ấn làm cái chuyện hơi bất bình thường đó. Ông nói hòa thượng, ngài tới lui chi trên 7 cái lò cho nó nóng vậy? Ông nói 7 cái lò này nó có nóng nhưng mà nó cũng không nóng bằng 7 cái lò ở nhà ông, tại ông 7 bà vợ. Thành thử ra có những vị người ta nhìn thấu đáo thì cho mình biết rằng không phải làm vua là sướng đâu. Giống như mình nhìn một cái vị thủ tướng, một cái vị mà gì gì bên Mỹ là gì, ông tổng thống vậy, đâu người ta cũng khổ lắm chứ. Ngoài cái chuyện gọi là người ta phải giải quyết bao nhiêu chuyện của đất nước, nếu mà gia đình đó hạnh phúc là khác nữa. Thành thứ ông nào người ta cũng vẫn trở lui về có một mái gia đình nhỏ của người ta. Và nếu mái gia đình nhỏ đó yên thấm thì là đỡ, để mình yên tâm mình lo cho quốc gia. Nhưng nếu cả hai khổ nữa thì mình rất khổ. Xin thầy giảng cho con câu thẩm thâm vi diệu pháp. Dạ. Cái câu này xin đính chánh một chữ trong này là không có thẩm mà là thậm. Chữ thậm thâm chứ không phải là thẩm thâm. Chữ thậm là gì? Chữ thậm nghĩa là rất. Chữ thâm là sâu. Thậm thâm nghĩa là rất sâu. Theo cái bài kệ này á, nó bốn câu, bốn câu này là của, nếu theo truyền thuyết thì của bà nữ hoàng Võ Tắc Thiên. Khi mà bà thỉnh chư tăng vào trong hoàng cung để thuyết kinh á, thì bà nghe xong bà tỉnh ngộ và bà cảm thấy nó hay quá đi, thì bà viết bốn câu này như một bài thơ để ca ngợi giáo pháp của Phật. Bốn câu này bây giờ nó trở thành ra một bài kệ khai kinh. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Thật ra đây là một bài thơ ca tụng giáo pháp của bà Võ Tắc Thiên. Nhưng mà các tổ mình mới thấy cái bài kệ là nó hay quá, mà cho đến giờ phút này vẫn chưa có bài kệ nào khác để thay vào cái bài này. Cho nên mới đưa cái bài kệ này vào trong cái nghi thức tụng niệm đó. Chúng ta hay tụng kinh Nhật tụng đó. Trước khi tụng kinh chúng ta tụng cái bài này. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, tức là giáo pháp của Phật rất là thâm sâu, cao tột. Vô thượng thậm thâm, thậm thâm là rất sâu và không có gì cao hơn. Cái đây là giáo pháp của Phật. Dù mình có trải qua trăm ngàn ức kiếp cũng không dễ gặp đâu. Chứ gọi là bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ là khó mà gặp chứ không phải dễ nữa. Nan tao ngộ, chữ tao là tao ngộ là mình được gặp. Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, con nay thấy gọi là kiến, văn gọi là nghe, đắc thọ trì là được thọ trì. Tức là cái câu này nó nói lên ba cái may mắn của mình là thấy, nghe và thọ trì. Ví dụ như quý vị nghe nói, nghe nói Lương Hoàng Sám là thấy. Thấy được quyển Lương Hoàng Sám là gì? Là kiến. Kéo cuốn kinh nó ra, mở đột tụng gọi là gì? Đắc thọ trì.
ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, nguyện mở hiểu rõ được cái giáo lý, cái giáo nghĩa của Phật nói. Thì cái câu này là của cái bài kệ này, theo truyền thuyết thì của bà nữ hoàng Võ Tắc Thiên. Và cái câu trong này là thậm thâm, chứ không phải là thẩm. Chữ thậm là rất, chữ thâm là sâu. Rồi câu hỏi cuối cùng ha, còn mấy câu kế thì Pháp Hòa sẽ nói chuyện sau. Đã từ lâu má con nguyện sẽ cúng trai tăng cho bà nội của con đã mất cách đây 70 năm. Bà nội mất sau khi sanh cô tám của con khoảng 3-4 tháng. Má con chưa từng gặp bà nội lần nào, chỉ nghe ông nội và ba của con kể lại. Bà nội mất khi còn rất trẻ, hơn 30 tuổi. Nhân mùa báo hiếu năm nay, má con muốn thực hiện lời nguyện của mình. Má con muốn hỏi là có nên cúng trai tăng hay không, và cúng như thế nào là tốt nhất cho người đã mất. Cái việc mình cúng trai tăng nghĩa là gì? Chữ trai tăng nói đơn giản là một bữa cơm để cúng dường cho quý tăng. Chữ trai này là bữa cơm trưa, bữa cơm chay. Tăng này là chúng tăng. Trai tăng đơn giản chỉ là một bữa cơm cúng dường cho chư tăng thôi. Rồi ngày nay chúng ta mới thêm những cái phần quà như là cái khăn lau, mặc cái khăn tắm, cái bàn chải cùng sao bóng. Đó là mình thêm, làm quà thêm, chứ còn nghĩa của chữ trai tăng đơn giản là bữa cơm trưa. Vậy thì mình cúng dường trai tăng không nhất thiết phải đợi người chết mới cúng. Bất cứ lúc nào mình có thể cúng được hết. Bên truyền thống của Nam Tông đó, là các vị cư sĩ Phật tử tại gia họp lại đó, rồi chia nhau mỗi gia đình một ngày nấu thức ăn lên cho chư tăng, chứ chùa chư tăng không có nấu. Một tháng 30 ngày là ta luân phiên. Thí dụ như có 10 người thôi thì 10 gia đình đó tháng nấu 2 lần. Tại vì tháng 30 ngày mà có 10 gia đình nấu thì tháng đó người ta nấu 2 lần. Đó là cái truyền thống. Và người ta vui vẻ đi người ta làm việc đó, tại vì truyền thống là chư tăng ở trong chùa không có nấu ăn, chỉ đi khất thực. Mà bây giờ nếu không đi khất thực thì các vị cư sĩ ở nhà nấu lên cho các vị, thì cũng là một hình thức trang tăng đó. Thì ngày nay là các chùa là tự nấu nhiều hơn, thành thử lâu lâu có sự kiện là Phật tử đến nấu thì nó tự nhiên nó thấy có cái gì đó nó hơi đặc biệt. Thành thử gọi là lễ trai tăng. Thì quý vị muốn cúng cách nào đó cũng được, hồi hướng cho người mất, người còn gì tốt hết. Nhưng mà cái mục đích chỉ là bữa cơm để cúng dường. Còn cái phần thêm là mình muốn quà cáp cúng dường thì là tùy mình. Dạ, tốt hết. Mất lâu, mất nao gì, mới đã mất gì đâu có sao. Tại vì khi mình cúng trai tăng đó là đương sự mình làm là người còn sống đã nhận được cái phần lợi lạc ngay cái hiện tại rồi. Thì sẵn đây Pháp Hòa xin giới thiệu đại chúng có một quyển sách mới vừa được in xong. Các vị cũng muốn biết là cuốn sách này như thế nào, thì đây là một quyển sách với cái tựa đề là Chia sẻ từ trái tim. Quyển sách này được nhà xuất bản First News bên Việt Nam xuất bản, thu gom 50 bài giảng của Pháp Hòa rồi làm gọn lại bằng những cái một cái đoạn văn, một cái bài ngắn gọn về cái ý nghĩa bài giảng đó, để thành một quyển sách cho các vị nào có tâm muốn đọc để mình học hỏi thêm, sắp tấn mình trên đường tu tập. Thật ra thì đối với Pháp Hòa, đây là một quyển sách như kỷ niệm những cái lời của mình chia sẻ khắp nơi, rồi hôm nay được làm gọn lại thành một quyển sách, chứ nó không có gì đặc biệt đâu, nhưng mà một cái kỷ niệm của mình vậy thôi. Thì các vị có lòng thương tưởng thì các vị có xin phép là làm một quyển sách như vậy. Cho nên quyển sách đầu tiên mới vừa được in xong có tên là Chia sẻ từ trái tim. Thì quý vị có thấy hình như trên
Facebook hay đâu đó có thấy ha, thì quyển này đã được in và đang được phát hành. Thì ở đây thì mình chưa có nhiều, hôm nay Pháp Hòa chỉ giới thiệu quyển này thôi. Còn thỉnh như thế nào, cách thức như thế nào thì chùa sẽ có một cái văn bản để trên website hoặc Facebook cho đại chúng dễ theo dõi. Đây là quyển tiếng Việt. Còn cái quyển tiếng Anh này á, cũng được một cô Phật tử bác sĩ ở bên Mỹ, cô cũng nghe tất cả những cái bài giảng bằng tiếng Anh, rồi cô cũng làm gọn lại và qua cái dịch lại bằng tiếng Anh. Nó có tên là The Symbolism in Buddhism. Thì cái quyển này cũng mấy năm rồi, quyển này hiện nay cũng đang được phát hành trên Amazon. Quý vị cũng có thể thỉnh quyển này như một cái cuốn Phật Pháp căn bản vậy đó. Những cái điều rất là cơ bản trong Phật giáo, như ý nghĩa thờ Phật, lại Phật mà Pháp Hòa chia sẻ đó, thì cô bác sĩ đã đem những bài giảng đó rồi chuyển ngữ thành tiếng Anh cho các vị Phật tử nào hiểu tiếng Anh nhiều hơn. Thì để cho rõ ràng thì Pháp Hòa xin giới thiệu trước quyển sách này. Còn cách thức thỉnh như thế nào thì mình sẽ thông báo sau, tại vì hiện nay chùa cũng chưa có. Hôm qua Pháp Hòa mới nhận được một thùng vài chục quyển thôi, nhưng mà quyển này đang phát hành ở bên Việt Nam là dễ thỉnh nhất, tại vì quyển này được in tại Việt Nam. Còn ngoài ra thì từ từ có thể sẽ đưa ra ngoài này. Thì nếu quý vị thấy cái giá cả nó chênh lệch á, thì mình cũng thông cảm thôi. Tại vì các nhà sách phát hành, thứ nhất là tiền vận chuyển, thứ hai là cái cơ sở để phát hành. Mình ở đây cũng sẽ xin thỉnh với cái giá tiền in cũng như là cái cước phí gửi qua đây. Và xin cảm ơn đại chúng. Chúc đại chúng có một cuối tuần an lạc. Thưa đại chúng, sáng nay thay vì Pháp Hòa chọn một cái đề tài thì chúng ta lại có một ít câu hỏi trên bàn. Pháp Hòa nghĩ là cũng đủ, tại vì quý thầy ban tổ chức cho chúng ta có 45 phút. Bây giờ đã là 10 giờ rồi, chúng ta phải dừng trước 11 giờ để có khóa lễ chính thức. Cho nên bây giờ mình đi thẳng vào những câu hỏi, thì hy vọng là chúng ta đủ giờ để trả lời những câu hỏi. Và chúng ta tôn trọng một câu hỏi đầu tiên bằng tiếng Anh. Thì Pháp Hòa xin đọc tiếng Anh câu hỏi này và trả lời bằng tiếng Anh luôn, để cho các bạn hỏi câu này. Con của con, I have a question. Why do we pray to Buddha as he is a god? Actually, we do not respect the Buddha as god or a saint or a holy person. Buddha is our teacher who shows us the way to live and to practice. But our mind, we wonder a lot. So that's why we need some image in order to be a symbol to direct our mind. Just like when you salute to the national flag, it's only a piece of fabric. But how come we all need to stand straight formally and salute to that flag? Because that piece of fabric contain the soul of the nation. The statue of the Buddha is not the Buddha, but the statue of the Buddha have the capacity to help us to direct our mind, to bring our mind, our body in one place. Let's say you come to this hall, you want to turn to somewhere, you say Buddha, you look around, oh, this is the Buddha. You direct your mind, your body, your mind right away. So first of all, when we bow to the statue, we only bow to the statue that represents the symbol for the Buddha. The statue is not the Buddha. But we unable to direct our mind unless we have some symbol to direct us. Just like when you are driving, you don't know where to turn. Actually, they do have a way to turn, but you need a sign to help you turn left, turn right, so you know where to turn. Otherwise, we have no hint to turn, right? So same thing. We do not pray to the Buddha. Once we pray,
We reveal what the Buddha taught us. So, in other words, we are reviewing, we are reciting the teachings. So make the teachings become firmly, strongly into our mind, into our heart, so we can apply, we can make that into real in daily life. Anything we don't read regularly, we're not able to understand and remember. So that's why we need to review and reread often, so we won't forget what the Buddha taught us. But in order to direct the mind, we stay in front of the statue and read to help us to focus and direct the mind. The most important is you take the words and bring that into your daily life. So you pray too. That means you make that prayer become yours. First of all, you need to do something, but after that, it's yours. Just like you say, oh, I have to do homework for my teacher. It's not for your teacher, for yourself. But when you say, when you declare to someone, I need to do homework for my teacher, so your teacher asks you to do, you think that you do for your teacher, but actually you do for yourself. So the more you do it, the more you write, the more you skillful, you talent on that. So we pray for ourselves. The word pray, it means you make the commitment, the vow to live according to that. Do not, we are not only pray and asking, we pray in order to return to the words so we can take that. Same thing as you do the taking refuge today. I take refuge in the Buddha. First of all, you take the Buddha, the historical Buddha, as your teacher in order to see the teacher within you. You must be the teacher of yourself. You have to discipline yourself. No one can discipline you 100% than yourself. You turn on your alarm clock. You wake up at 7 o'clock to school. But if you do not discipline yourself, you must teach yourself that you wake up on time, go to school on time. That is your responsibility. Your mom, your dad, they need to wake you up. You leave alarm clock. They just something to support you. But you are the one who must make the commitment to do that. So the word prayer to pray in Buddhism means you reread what you have learned and you make the vow to live according to that. For example, you say, oh Buddha, may you bless us with healthy. Yeah, bless means the Buddha will show you how to live healthy. If you follow the fifth mindfulness training, be very careful on your daily consumption, you will be healthy. If you eat well, you will be well. If you eat unwell, your body, your mind will be unwell. So pray in order to find the right direction for you to live. The second question, why do we need to declare ourselves Buddhist? In Buddhism, if Buddhism is more philosophy than a religion, declaration in order to remind you. For example, we used to have the habit of forgetting. So when you say, I'm a Buddhist, that means to remind you to live as a Buddhist. What does Buddhist mean? The one who awakes. Every time when you do something, if you forget you are Buddhist, you may do something wrong. For example, if you say, I am a student, you must talk to your teacher like a student. I am Vietnamese, so you won't do anything to hurt your community. So if you know who you are, you do something right on your position. If I say, I am a monk, I will live like a monk. If I forgot I am a monk, I will live like a regular person. I will swear. I will do something wrong. So if I remind myself all the time, I am a monk. You know, even the Buddha,
The Buddha taught us, every morning, all the monks, the nuns, when you wake up, the first thing you do, take your hand, touch your head. Oh, I have no hair. Once you know you no hair, you do something as the one who have no hair is a monk. Because in our tradition, when you become a monk or nun, you shave your head just to symbol your life and make you look different than a regular person. Once you look different, you will do something different. So declare doesn't mean, you know, you attach to what is called Buddhism or philosophy, but declare in order to remind you to live as what you want to be. I am a son, a daughter. Then you will be a good son, daughter to your mom and dad. If you forgot who you are, you may do something not your responsibility. Is that clear? Yes. Mm. I used to declare every morning when I wake up. Wake up this morning, I smile. I have 24 brand new hours to live. That is also a declaration to remind you have another day to live. We may not have tomorrow. You remember that. We may not have tomorrow. And there is a day that we are unable to finish that day. So every day we have, be happy and be enjoy the day we have. There is another day we are unable to finish. So any day we have, even today, we declare I have a new day to live. Maybe we only have half day because we may die half with half day. We may die at night, we may die anytime. So declaration, not to be show off or anything, just to remind yourself. Because the word Buddhist is not a member. Buddhist means the one who live with awakening. Because the word Buddhi means awake. Da means a person. So the word Buddha combined by two words, Buddhi and a person. A person awake, who awake we call Buddha. A being that awake, that able to help others, we call Bodhisattva. The being that awakes. And that being continue to bring what they awake in order to awake others. So philosophy is not just to teach. If you are stand up in your class and you just share your philosophy, you are a philosopher. And you, what you say is only a philosophy. Now, you must turn yourself from a philosopher, become a practitioner. In Buddhism, we like the word practitioner more than a philosopher. Practitioner means you are the one who learn and practice. I hope that with my short answer will answer you a little bit. If you have more questions, you can come and see the nun here. Bây giờ mình có một câu hỏi kế tiếp. Bạch thầy, thầy cho con hỏi tu như thế nào để lên cõi trời? Tu như thế nào để lên cõi Tây Phương? Nếu một người có đức tin vào Phật Pháp mà qua đời và được người nhà hộ niệm A Di Đà Phật thì người đó có được về cõi Phật không ạ? Sống ở đây không biết mỗi ngày đi đâu mà lo mai mốt đi đâu. Trước hết là mình biết mỗi ngày mình đi đâu không? Mỗi ngày nay mình sống và tâm hồn mình sẽ đi đâu? Nếu như một ngày đó mình sống mà mình có an lạc, hạnh phúc là mình biết ngày đó mình đi cõi trời rồi đó. Vì cõi trời là gì? Cõi trời theo mình hiểu là gì? Cõi vui sướng, cõi an lạc. Tạm hiểu vậy đi, mình chưa lên trển, không biết ở trển ăn uống làm sao. Nhưng mà mình biết rằng theo mình hiểu là cõi đó là cõi vui. Muốn ăn là có ăn, muốn mặc là có mặc. Bây giờ quý vị muốn mặc có mặc không? Một tủ luôn. Muốn mang giày có giày mang không? Một tủ luôn.
nhu cầu chỉ một đôi mà tham cầu là một tủ. Có người nào mà sáng ra mà hai cái chân mang hai chiếc dép không? Một đôi thôi, mỗi lần là chỉ một đôi thôi, đó là nhu cầu. Nhưng mà tại sao mình có nguyên tủ giày? Vì đó là tham cầu. Nhưng bây giờ đứng trên phương diện này, muốn ăn có ăn, tủ lạnh không thiếu thức ăn, muốn mặc không thiếu quần áo, mùa giày dép không thiếu, cái gì cũng dư hết chứ không có thiếu. Không nói là đủ nữa đó. Hồi xưa là tổ dạy là đủ thôi, mà bây giờ mình nhìn lại mình thấy mình dư chứ không phải là đủ nữa, không phải là thiếu nữa. Như vậy mình ở cõi trời chưa? Mình ở cõi trời rồi, nhưng mà cõi trời này là hưởng phước báo tạm thời thôi. Nếu cõi trời này mà không biết là rơi rớt đọa lạc như thường. Thiên thính tịch vô âm, lấy cái lỗ tai mà nghe cõi trời không nghe tiếng được. Thiên thính tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm, xa xa biết ở đâu. Phi cao diệt phi viễn, không cao cũng không xa. Đó, ta định nghĩa chữ trời đó. Thiên thính tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm, phi cao diệt phi viễn. Rốt cuộc ta trả lời mình một câu: đô thị tại nhân tâm, nó nằm tại tâm người của mình. Trời mà lấy tiếng nghe không nghe được, xa xa mờ mờ không biết ở đâu, không cao cũng không xa, trời không có xa, trời không có cao, trời ngay tâm hồn của mình. Nếu ngày hôm đó mình mở mắt ra, mình bằng lòng với tất cả những gì mình đang có, mình ở cõi trời đó. Cho nên muốn tu ở cõi trời, đó là mình tu cái bằng lòng với cái mình có. Dễ tu không? Ví dụ như nói đói bụng quá, mà lên trên bàn có 3 món ăn, bằng lòng với 3 món. Mình không cần phải nấu ăn mà có người nấu cho mình ăn mà không bằng lòng. Trời ơi, nấu vậy mà cũng nấu lạt nhách, ngọt ngay, mặn chát. Rốt cuộc mình, người ta nấu suốt buổi cho mình ăn, mình chỉ có việc ăn thôi mà không bằng lòng với mình ăn nữa. Thì bây giờ mình có ở đâu giờ? Người xưa đã định nghĩa rồi. Người nào mà bằng lòng với những gì mình có, dù ở nằm ở dưới đất vẫn thấy vui. Không bằng lòng những gì mình có, dù nằm ở cõi trời vẫn không vừa ý. Không? Người mà biết đủ thì lúc nào cũng có an lạc. Cho nên tạm thời Pháp Hòa bày cho đại chúng một phương pháp sống cõi trời, một cách để nhìn mình đang ở cõi trời là bằng lòng với những gì mình có. Và thậm chí mình nhìn coi có phải mình hơn người khác không. Hiện tại cuộc sống của mình, mặc dù mình không giàu như người ta, nhưng mình đâu có đến nỗi nghèo khổ đâu. Vẫn có xe để đi nè. Muốn đi đâu là vèo cái là tới rồi, là bay rồi chứ gì nữa. Rồi bây giờ mình muốn liên lạc với đâu, chỉ cần bấm mà Zalo, Viber, FaceTime, thấy mặt khắp cõi các nơi hết, thiên nhãn rồi chứ gì nữa. Nghe được khắp các nơi bằng cái phone là thiên nhĩ rồi chứ gì nữa. Ngày nay bây giờ livestream nè, Pháp Hòa đang ngồi đây nè, mà ai bấm cái livestream lên cả thế giới được coi hết nè, có phải mình đi dạo hết khắp các cõi chưa? Như vậy các vị ở ngồi ở cõi đó mà vẫn thấy cõi của mình. Như vậy trong kinh nói là đúng chứ đâu có sai. Chư Phật ngồi cõi này mà thấy được cõi khác. Hồi xưa mình nghe mình thấy làm gì có chuyện đó, mà giờ nó có thiệt. Phải không? Một cõi này mà thấy các cõi khác, một cõi khác mà thấy được cõi này. Như vậy không phải là các cõi được thấy nhau là thiên nhãn sao? Được nghe nhau là thiên nhĩ sao? Phải không? Được nói chuyện với nhau, được liên hệ lạc với nhau, được qua lại với nhau. Cho nên mình có thần thông hết. Đây là Pháp Hòa nói là mình nói về cái nhận diện cái cách cõi trời mà chúng ta đang sống. Còn nếu nói về phước báo, người nào tu ba nghiệp, thân, miệng, ý. Thân đừng làm ba việc: sát sanh, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Miệng không làm bốn việc: không nói những lời dối trá, không nói những lời độc ác, chửi rủa, không nói những lời gây chia rẽ, châm chích hai đầu, không nói những lời vô ích, vô bổ cho người khác. Miệng không nói bốn điều. Ý làm ba việc: giảm tham, giảm sân, giảm si. Ba nghiệp thân, miệng, ý qua 10 giới.
sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời ý ngữ. Ý có ba điều: tham, sân, si, cộng là làm 10. Chúng ta gọi là thập thiện. Lấy cái thập thiện trừ cái thập ác qua ba nghiệp thân, miệng, ý. Đó là cái phước của người sanh về cõi trời. Cho nên người mà muốn về cõi trời, nếu về mặt hiện tại, hãy nhận diện những gì chúng ta có trong đời này. Nói về cái mặt tu tạo phước lành, chúng ta có thể tu ba nghiệp thân, miệng, ý qua 10 giới. Còn Tây Phương Cực Lạc là cái cõi mà chúng ta muốn sản sanh về đó. Vì sao? Vì cõi Cực Lạc tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho cái cõi mà con người không còn nhiễm ô từ đời sống cho tới tâm niệm. Cho nên ở trên đó mới nói á, cây cối cũng đều bằng vàng, chim chóc cũng hót ra những lời pháp âm, cát vàng, ao vàng, cái gì cũng cực kỳ vui sướng hết, gọi là Cực Lạc mà. Cực Lạc là cái cõi cực kỳ của hạnh phúc, của an lạc, của vui vẻ. Như vậy thì chúng ta muốn sanh về cõi Cực Lạc được, nếu chúng ta phát nguyện sanh về cõi đó. Con nguyện hiện đời, con đời sống trong đời này, ăn con vẫn cứ ăn, mặc con cũng mặc, nhưng con không đắm nhiễm gì hết. Trời lạnh, có áo lạnh mặc đủ ấm là được rồi. Tại vì con biết cõi này tạm thôi, cho nên có gì tạm. Mùa đông con mặc cái áo thiệt dày cho nó ấm, chứ mùa hè con cất à. Như vậy không phải cái áo lạnh nó tạm sao? Nếu nó là thật thì phải mặc suốt 4 mùa chứ. Tại sao mùa hè mà cất, mùa đông thì sử dụng? Vậy thì cái áo lạnh nó cũng là tạm thôi. Cái tóc của mình á, mới cắt ra bắt đầu đẹp, về chừng tháng 2 tháng sau nó dài đi cắt tiếp. Rồi tới hồi đi tu cạo trột luôn. Như vậy thì cái tóc cũng là tạm, cái mặt cũng là tạm thôi. Mình mới vừa son phấn xong chứ ăn hồi nó lem luốc phải làm lại à. Rồi thậm chí tối cũng phải chùi rửa chứ. Vì vậy thì rõ ràng cái gì chúng ta làm lên, dựng nó lên mà bảo vệ nó bằng mọi cách, nhưng tối về cũng phải rửa chùi. Vậy thì cho ý nghĩa là cái đẹp mà chúng ta có đây sáng chiều là xong. Nhắc nhở mình, mình làm đẹp không có sai, nhưng nếu cái làm đẹp đó thêm một cái ý nghĩa, thêm một sự chánh niệm, thêm một sự tu tập, thì làm đẹp này vừa đẹp mà vừa tu. Sáng nay con làm đẹp, chiều tối con phải rửa, để con ý thức được rằng cái gì mà chúng ta trét lên, trôi lên, nó chỉ là tạm và cái bề ngoài thôi. Tối về nhìn mình mới chân thật, bất hư. Nó xanh dờn, nó trắng nhách, nó làm sao đó, là đây là chân thật của mình đó. Còn sáng ra nó đỏ đỏ xanh xanh, chỉ là cho em nhỏ nó vui thôi, cho nó tạm cõi thôi. Hiểu được như vậy, mình làm đẹp mà có tu tập. Quý hiểu được chỗ đó ha. Cho nên á, Cực Lạc không phải chỉ ở phương Tây. Bất cứ cõi nào chúng ta có niềm vui đều là Cực Lạc hết. Nhưng mà trong Phật giáo á, đưa ra hai cái hướng. Phương Đông là mặt trời mọc, là Phật Dược Sư. Cho nên đầu năm muốn cầu an, tụng kinh Dược Sư, thắp đèn Dược Sư, hướng về Đức Phật ở phương Đông. Nhưng khi mình nói đến cái chỗ tĩnh lặng trở về, hướng về Đức Phật phương Tây là Phật Di Đà, nơi mặt trời lặn. Như vậy để nhắc nhở chúng ta rằng mỗi ngày chúng ta có hai hướng để hướng tâm. Sáng thì hướng phương Đông, chiều hướng phương Tây. Đời người cũng thế. Mình mở mắt ra, mình làm việc, mình hành xử, nhưng đừng quên chiều tối lại phải nhắm mắt để trở về với chính mình. Cho nên buổi chiều phương Tây còn tượng trưng cho trở về với chính mình, để quán chiếu trở lại ngày hôm nay mình đã sống như thế nào, để có được sự tĩnh lặng của một khi chúng ta cuối đời. Bình thường lúc mình còn khỏe đó, cái gì mình cũng nói được hết á, cái gì mình cũng làm á, thậm chí gần như mình bất cần đời mà chẳng cần ai. Nhưng cuối đời ngồi ở chỗ đó kiếm một người tới thăm không có. Tại vì lúc sống mình đã thể hiện tôi chẳng cần ai, và tôi nói tôi không cần ngại ngùng, sống bất chấp. Thì như vậy có phải là chúng ta chỉ quên hướng về mình buổi chiều không?
Cho nên thỉnh thoảng mà có đi vào bệnh viện, vô nhà dưỡng lão mà thăm người già đó, thật ra chúng ta đi thăm một vòng vậy đó cũng để nhắc nhở mình đó. Rồi một ngày chiều nào đó, thấy không, mình sẽ ngồi ở đây cũng cô đơn lặng lẽ như thế này, không ai thăm. Để làm gì? Để mình sống đẹp, sống dễ thương khi mình còn tỉnh, còn khỏe, còn nói được. Hãy gieo cái hạt giống đó, để rồi chiều về còn có quả để hưởng. Cho nên muốn được người ta thương khi mình còn sống dễ dãi, muốn chết dễ, sống phải dễ, còn sống khó khăn, chết cũng khó khăn. Vì nhân sao thì quá vậy. Mình muốn mọi người tốt với mình thì mình tốt với mọi người. Cho nên cõi trời và cực lạc không có hai, chỉ quan trọng là mình, cái chỗ tạo nghiệp của mình. Muốn thì ai cũng được, muốn đó, nhưng mà tới được hay không là tùy vào cái sự huân tập của mình. Cũng giống như mình nói tôi muốn đi du lịch mà không để dành tiền, có nhiều xài hết nhiều, mà thậm chí còn tuyên bố nữa, kệ xả láng sáng về sớm thì đời nào có thể đi du lịch được không? Cho nên muốn cõi nào cũng được hết á, nhưng mà quan trọng là chỗ tạo của chúng ta. Đức Phật nói giống như một cái cây mà nó nghiêng vậy đó, hễ nó đã nghiêng về trái, khi chúng ta cưa nó đi nó sẽ ngã về bên trái. Nếu đã nghiêng về phải, chúng ta cưa nó đi, nó sẽ nghiêng về phải. Hằng ngày tâm thức chúng ta hướng về đâu thì khi chúng ta ra đi thì cái đó nó sẽ hướng về đó. Cho nên quý vị phải vào ví dụ nè, lâu lâu quý vị đi du lịch, đi qua các tiểu bang khác, đi vòng thế nào cũng hỏi ở đây có chùa không, đi chơi nhưng mình vẫn muốn tấp vô chùa lại Phật một cái. Như vậy là mình biết là tâm mình tốt rồi đó, mình có hướng chùa rồi đó. Cũng giống như ăn thức ăn Mỹ xong hỏi ở đây có nhà hàng Việt Nam không, ở đây có quán phở nào ngon không, thí dụ vậy. Tức là cái tâm mình hướng như vậy thì mình muốn đi đâu cũng được. Cái tâm mình nghĩ về cái gì, hướng về cái gì, sống với cái nghiệp nào, cái đó Phật gọi là tích lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp là cái nghiệp mà chúng ta tích lũy mỗi ngày, để chúng ta nếu cái đó nó cực kỳ là mạnh thì chúng ta khi mất đi, chúng ta sẽ đi theo cái sự tái sanh của cực trọng nghiệp. Nếu hằng ngày mình cực kỳ hướng Phật, đừng lo, dù không ai niệm Phật cho mình vẫn đi về cái cõi lành. Tại vì trong tâm mình đã cực kỳ thiện, mình sống và mình chết, mình tái sinh theo cái cực trọng nghiệp của mình, do mình tích lũy nghiệp. Còn ví dụ như lỡ mà mình bị cái gì đó thiện được suốt đời mà cuối cùng sân hận một điều gì đó, đó là gì? Đó là cận tử nghiệp, cái nghiệp cuối đời mình nổi sân lên một cái giây phút đó. Đại ý là vậy. Con chúc thầy sức khỏe dồi dào. Thưa thầy, Cũ Huyền bên chồng và bên con thờ chung nhà có được không? Hai người còn muốn sống chung, huống chi ông bà. Thưa đại chúng, khi chúng ta gọi là cửu huyền thất tổ, không có phân biệt, chúng ta nên lập một bàn thờ chung, một bát hương thôi, mà chúng ta thờ cả bên vợ bên chồng, không có phân biệt bên này vợ bên này chồng, rồi thậm chí làm hai cái lư hương. Thật sự quý vị có thờ như vậy cũng không có gì sai. Nhưng mà nếu mà nói chúng ta thờ đơn giản gọn mà lấy ý, thì trong đó có cả cửu huyền thất tổ. Cửu huyền là gì? Chính đời, quá khứ. Còn nếu nói thất tổ là chung nè, ông cố, ông nội, cha, mình, con mình, cháu mình, chắc mình. Đó là thất tổ đó. Tính từ ông cố trở xuống, ông cố mình, ba mình, rồi mình là ba đời rồi, con mình là bốn đời, cháu mình là năm đời, cháu nội, cháu chắc, cháu chích. Thì như vậy thì bảy đời là ông cố, ông nội, ba mình, con mình, cháu mình, chắc mình. Như vậy nội cái chữ thất tổ là đã đủ bảy đời trong đó rồi, quá khứ, hiện tại, vị lai. Và thờ đó không phải để phân biệt bên nào là bên nào, mà thờ đó
như là cái gốc rễ để cho các con, các cháu nó hướng về, nó bám gốc, bám rễ, nó biết rằng nó không có phải là sống mà không có nguồn, có cội. Cái ý nghĩa quan trọng mình thờ bằng thờ ông bà là để cho con cái đừng quên cội nguồn, chứ không phải phân biệt ông nào với bà nào. Ông nào rồi cũng chết chắc hết, bà nào rồi cũng chắc chết, hở hở là chắc chết. Đừng có lo chuyện chắc chết, vì học trên đời này không có gì chắc hết đó. Chỉ có chết là chắc thôi. Chứ mình thờ ông bà đó là để làm gì? Để cho con cháu hướng tâm. Và đã đến lúc quý vị cần làm một con album. Ngày xưa là làm gia phả. Gia phả không có hình, tên, sanh năm nào, con của ai. Bây giờ mình có hình, tại sao mình không làm? Làm một cuốn album. Ông bà cố tên gì, sanh năm nào, mất ngày nào. Ông bà nội, hình ảnh đầy đủ để lại cho các con. Chuẩn bị cuốn album đó. Là bởi vì hết đời mình ai nói cho nó nghe ông này là ai, tên gì, sanh năm nào, mất ngày nào. Mình không quan tâm chuyện đó. Lịch nhà nào cũng đầy hết. Bữa nay làm 8 tiếng, mai làm 7 tiếng để chi lấy lương. Nhà nào cũng có một cuốn sổ tính lương với hãng hết, mà thiếu một cuốn gia phả để các con bám vào cội nguồn. Mình thờ bằng thờ cửu quyền thất tổ, không ông nào ngồi trong đó hết á. Nhưng mà nếu nói cho cùng, đó là cội nguồn để các con quy hướng. Cho nên mỗi năm cúng giỗ, quý vị hàng năm quý vị cúng bao nhiêu cái giỗ lẻ tẻ đó, nhưng nên làm một cái ngày giỗ chung. Ngày giỗ chung đó để làm gì? Để kêu gọi con cái trở về một ngày thôi. Nó đâu có thì giờ. Một tuần kêu 3-4 cái giỗ, rồi dụ nó chứ, về ăn con. Nó nói hồi con ăn to go fast food nhanh hơn. Con lớn rồi má bắt con thắp cây nhang, cuốc ba lại rồi đợi tàn nhang mới cho ăn. Về nhà trễ giờ của con hết. Thật ra mình phải thông cảm đời sống bận rộn của các con, các cháu của chúng ta. Cho nên chúng ta cần có một ngày giỗ chung. Quý vị chọn ngày nào cũng được. Thậm chí quý vị lấy cái ngày lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn hàng năm. Vì phương Tây là lễ Thanksgiving, tạ ơn. Chúng ta phối hợp làm lễ giỗ chung cho ông bà, tạ ơn ông bà cha mẹ, các con về với gia đình. Ngày hôm đó thay vì mình làm một con gà Tây, mình nấu một mâm cơm Việt Nam gia đình, ăn uống và nhắc nhở các con. Hôm nay là ngày giỗ chung, các con quy hướng về để tưởng nhớ ông bà tổ tiên. Trên bàn thờ để mấy cái hình vừa chừng để các con nó nhìn, nó thấy và nó đặt câu hỏi: má, ông này là ai? Ông nội con, ông ngoại con. Mình phải bắt đầu cho các con mình có hình ảnh của tổ tiên. Hết đời mình nó biết ông này là ai, cuối cùng đem lên chùa nó gửi hết. Và đó là điều đã có xảy ra. Có những gia đình ông bà cha mẹ chết một cái rồi, nó bưng nguyên cái bàn thờ ông bà lên chùa nó gửi lại. Nó nói I don't know what's this. Pháp Hòa đã từng tiếp nhận những bàn thờ như vậy. Cho nên đau thật với đại chúng, Pháp Hòa mà sáng ra mà thấy ai mà bưng cái bàn Phật mà trả lên đến chùa, trong lòng cũng buồn lắm. Mà có nhiều người á, họ đem tới họ đâu có để trong chùa đâu, họ đứng trước cửa chùa họ để, xong rồi bấm tiếng toan họ chạy xe họ chạy mất đi. Mình tưởng ai đem cái gì tới, ai nhờ đâu, trời đất ơi, con ai đem bỏ chùa này. Thật sự mỗi lần mà thấy cái hình ảnh nó mà buồn lắm. Tại vì mình biết dần dần cội nguồn mình đã phai nhạt. Ông bà cha mẹ mất một cái rồi là con cái dẹp hết, từ bằng Phật tới bằng ông bà. Thậm chí Pháp Hòa nói đây là hình của các ông bà, các vị giữ không ai chịu giữ hết á, thôi thầy đốt giùm tôi đi. Nói đến câu như vậy, không người nào chịu giữ hết. Thành thử ra đã đến lúc mình phải suy nghĩ làm cái gì đơn giản mà giữ được cội nguồn. Còn mình bày tùm lum theo cái nghĩ của mình xưa giờ đó, nó rườm rà mà nó sẽ cảm thấy không làm được, thì nó phí mình đi. Cũng giống như mình tụng kinh vậy đó, tụng sao cho gọn gãy,
đầy đủ ý nghĩa mà gọn gãy trong vòng bao nhiêu phút. Người ta còn ham tụng chứ trời ơi, tụng mà tràn gian đại hải, trừ khi nào đó là những khóa trì kinh mình tổ chức. Còn kinh hàng ngày, ngũ khóa lễ hàng tuần ở chùa nên làm cho gọn gãy để mọi người có thể tụng mà tiếp nhận được lời kinh. Vì thời gian người ta không có nhiều. Thời đại của fast food là mình phải, không phải là mình chịu thua, nhưng mình biết tùy thuận chúng sanh để cảm hóa chúng sanh. Và đó là tâm hạnh của Bậc Bồ Tát. Xin Thầy Quang Hỷ ban cho chúng con hiểu sâu về sự ích kỷ. Thì thưa đại chúng, mà ích kỷ là một trong những cái tâm hành bất thiện. Thì dù không giải thích nhiều, nhưng mà cơ bản thì chúng ta cũng biết là một cái cách sống không dễ thương. Và trong cuộc đời này nếu mà chúng ta ngược lại ích kỷ là gì? Hả? Ở đây ai biết ngược lại ích kỷ là gì? Rộng rãi, phải không? Mình luôn luôn, tại vì ích kỷ là một dạng sang tham. Và sang tham nó có mấy loại: sang tham chỗ ở, sang tham về sự học hỏi, sang tham về bạn bè. Thí dụ có nhiều khi mình có cái chỗ ở nhưng mình không thích người ta tới ở, mình không cho. Thậm chí mình ngồi đâu mình cũng thích rộng một mình á. Mình ngồi ở ghế, bóp bên này ghế, bóp bên kia ghế, để làm chi vậy? Khỏi ai ngồi gần. Thật ra lúc rộng rãi cứ thoải mái, nhưng khi mình thấy có ai bước vào hình như thiếu chỗ, tự động mình dở cái giỏ mình lên, nhường cái chỗ đó. Một mình không có đủ, không có ai, cứ thoải mái mà để đồ. Nhưng khi mình biết có người thì mình gom lại một chút. Tất cả những cái cử chỉ đó nó đều thể hiện cái tâm sống biết nhìn, biết chia sẻ. Đó là không sang tham về chỗ ở. Có nhiều khi mình biết cái người đó giỏi lắm, có thể giúp người ta, nhưng không chỉ, mình chỉ dành người đó giúp mình thôi. Mình biết người khác cần mà người kia có thể giúp á, thay vì mình giới thiệu không, thành thử ra nó lỗ đi. Sang tham bạn hữu, đây là lời Phật dạy. Thì tất cả mọi sang tham nó biểu tượng của cái bụng to, cái cổ nhỏ. Cho nên khi cúng cô hồn á, trong các loài ngạ quỷ là quỷ đói đó, nó có một loài quỷ mà cổ nhỏ và bụng to. Vì loài đó chỉ muốn lấy của người khác mà không bao giờ cho ra. Vì không cho ra cho nên bụng nó phình. Vì không cho ra cho nên cổ nó nhỏ. Vì vậy mà khi cúng họ, muốn nghĩ tưởng đến họ, thương họ, lâm vào cái hoàn cảnh đó, cho nên thường có một cái chén cháo. Chén cháo nấu thật loãng, ít nước, nhiều nước, ít cái. Có nơi gọi là cháo thánh, có người là gọi là cháo cô hồn. Vì cháo đó cho những loài nuốt không được những món ăn khác. Họ không thể ăn pizza được, họ không thể ăn chả giò được, họ chỉ uống được nước cháo thôi. Cho nên khi cúng cô hồn, rất nhiều món ăn được bày lên. Bất cứ cái gì quý vị có, không phải chỉ đừng có cúng cô hồn mà khoai mì, khoai lang. Hỏi sao vậy, cúng cô hồn đó tại Việt Nam, mình ăn gì mình cũng nấy, qua tới đây là nhớ thêm Pepsi, Coca, pizza, những món Tây, tại vì trong đó có cô hồn Mỹ. Vì cô hồn đâu phải chỉ một loại, mà tất cả thập các chủng loại cô hồn. Người nào sống sang tham ích kỷ, cho nên bà Thanh Đề đó là một biểu tượng của người sang tham ích kỷ. Rơi xuống địa ngục rồi, đói khổ như vậy, con mình đem cho tới một cái bát cơm rồi mà vẫn lấy tay trái che lại, lấy tay phải để ăn, dù ở trong cảnh khổ đó. Cho nên rồi vì cái tâm tham đó mà đốt cháy, cho nên không thể ăn được chén cơm đó. Chúng ta cũng như vậy. Cho nên mình mà sống bằng cái tâm ích kỷ bỏng sẻn thì cái quả của mình sẽ là khổ đau và thiếu thốn. Mỗi buổi chiều cúng cô hồn có câu: thần chú gia trì, tịnh pháp thực phổ thí hà, xa chúng cô hồn, nguyện điều no đủ bỏ sang tham, sớm thoát u minh sanh tịnh độ. Xin các vị no đủ mà bỏ cái sang tham. Tại con người mình không bao giờ thấy đủ,
vì không thấy đủ cho nên muốn vơ vét gom về, thậm chí không xài cũng gom, xài không hết cũng gom. Hỏi sao vậy? Free. Cái gì free là gom à? Đó. Thôi câu hỏi cuối nha, vì mình hết giờ. Có một em 7 tuổi nó hỏi nè: How can I come when people say things that I don't feel happy to hear that? Làm sao con có thể lắng tâm xuống khi con nghe một người khác nói mà con không cảm thấy thoải mái, vui vẻ với lời nói đó? In order to, you cannot stop people when they say something not happy you. But you able to go to somewhere else to get away from these words. You unable to prevent them, to stop them. But you have the rights for yourself to move away from that area. So when you are not happy with the words when people say to you, go to your room. Walk outside, breathe in and out deeply, enjoy the flowers, enjoy the fresh air in order to calm you. Remember that in this life, you cannot expect other people to satisfy you, but you have the rights, you have the permission, you have the way to help you out of that. You cannot make people happy. You cannot happy with the words what people say, but you can happy by yourself to find your way to stay away from this. You cannot please the environment, but if you change your feelings by moving away from that environment, you will be different. There are a lot of channels. If you listen to this channel, you don't like it, you can switch to another channel. That is your right. They can have 100 channels on TV, but you have a remote control to select what channel you want to watch. Same thing. I share with you a gatha, a verse, when you watch TV. My mind is the screen of TV. I am a remote control. I will select any channel that help me to learn and to be happy to watch and to listen. Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm, chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Chúng ta không có quyền ngăn người khác không được nói những lời dễ thương, không dễ thương, nhưng chúng ta có quyền đi vào phòng để lắng tâm mình. Chúng ta tự mình tìm một con đường an lạc cho mình. Những lời nói, những hành động, những cử chỉ như bao nhiêu những cái channel ở trong TV, nhưng chúng ta là cái remote control. Mình có quyền chọn một cái đài nào để mình xem và nghe, phải không? Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm. Your mind is the remote control. Choose any healthy, any happy one to watch and to enjoy. Chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Mình không cấm người ta nói bậy, nhưng mình có quyền đi nơi khác để lời nói bậy không ảnh hưởng mình. Mình không thể cấm được trời mưa, nhưng mình có quyền ở trong nhà nếu trời có mưa. Còn nếu muốn đi ra ngoài, mình có áo mưa, mình có dù. Mình không thể cấm trời lạnh, nhưng mình có áo lạnh. Mình không thể cấm trời nóng, nhưng mình có cây quạt. Như vậy thì pháp bất thiện trong thế gian này có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng chúng ta là người Phật tử có đủ phương pháp để ứng phó với tất cả bất thiện pháp của cuộc đời này, vì chúng ta là một Phật tử rất dồi dào pháp môn. Vì cha của mình là Pháp Vương, ông vua Pháp, mình là Pháp Vương tử, con của vua Pháp, thì không có pháp nào mà mình không có ứng được. Hiểu được chỗ đó không? Cho nên tất cả các pháp đều là Phật Pháp. Nếu mình giỏi á, thì mình chuyển hóa, à đây là lời nói giúp cho tôi nhẫn nại. If you are more talent, more practice,
When people say something wrong, not happy you, you can hear, you can learn, oh, this is a chance for me to learn how to be patient. Let's say when you grow up, you have a job under a manager. Under a manager. They can say something very weird to you because they are your boss. In that moment, you cannot say, I don't like your words, I run away from you. No, at that moment, you have to be there with your boss. Even they say something very negative, but that is your job. In this case, you must know that this is a chance for me to improve myself, to change myself, to learn and how to be patient. Có những lúc mình không thể chạy được như là một người boss của mình, họ la rầy mình, người chủ mình họ la rầy, phải ở đó thôi. Chừng đó mình phải pháp môn gì? Pháp môn nhẫn nại, pháp môn chịu khó. Như vậy tất cả các pháp đều là Phật pháp mà con không rõ lại theo dòng vô minh. Vì thế trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Thôi chúng ta sẽ tạm dừng ở đây.